Thưa quý vị, để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp thì chính phủ đang triển khai nhiều chương trình đồng bộ và đi vào chiều sâu, như là ở dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong năm 2023 thì các địa phương đã xây dựng được 25.500 căn với tổng mức kinh phí là hơn 1.100 tỷ đồng. Với đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, thì trong 3 năm qua, cả nước đã triển khai gần 500 dự án với hơn 400.000 căn được đưa vào sử dụng. Và qua đó cũng giúp cho hàng trăm nghìn hộ nghèo và người thu nhập thấp có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động và cải thiện cuộc sống. Anh Lò Văn Long ở xã Na Sang thuộc huyện Mường Trà là hộ nghèo đã nhiều năm. Nhà đông người nhưng phải sinh hoạt trong ngôi nhà thấp bé, rột nát. Sau khi được làm căn nhà mới kiên cố, không còn cảnh thấp thỏm lo âu mỗi khi trời mưa gió, gia đình anh vô cùng phấn khởi, thêm động lực để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Gia đình thì cũng thuộc hộ nghèo và nhà nước hỗ trợ làm nhà thì gia đình cũng rất phấn khởi và rất biết ơn nhà nước. Niềm vui của gia đình anh Long cũng là cảm xúc chung của hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo vừa có căn nhà mới. Tạm ước tính, trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, cả nước đã hỗ trợ hơn 30.000 căn nhà đại đoàn kết cho người khó khăn. Trong hành trình này, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã không quản ngại khó khăn để trực tiếp hỗ trợ nhiều mảnh đời ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Xây dựng và xóa bỏ dần những cái căn nhà rột nát. Đây cũng là một cái hành động tri ân đối với những bà con ở những vùng biên cương của Tổ quốc. Họ là chính là những người một phần giữ từng tấc đất ngọn cỏ biên cương của Tổ quốc cho đồng bào chúng ta. Trong năm 2024, Trung ương sẽ phân bổ nguồn ngân sách lên tới 1.306 tỷ đồng để thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, sẽ sớm phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà rột nát trên cả nước trong tháng 4 tới đây. Mỗi người góp sức, góp gió thành bão để cho chúng ta tạo ra cái phong trào bố trí quy hoạch, quỹ đất hợp lý, nó cân bằng với lại cái sự phát triển chung. An cư mới lạc nghiệp, mỗi căn nhà được xây mới luôn tràn chứa rất nhiều tình nhân ái, sẻ chia của người dân cả nước với những hoàn cảnh khó khăn. Quan trọng hơn, chính sách hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.